Hello, xin chào toàn thể anh nha. Vâng, và hôm nay là ngày 12 tháng 5 thì cả chúng em lại xin tiếp tục review và lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích đến từ thương hiệu hàng Nhật bãi. Rất là nhiều các thương hiệu luôn anh em nha. Và tổng cộng lô hôm nay là gồm có là 13 con hàng của Nhật nội địa anh em nhé. Đó, và cả hàng chúng em thì vẫn như mọi khi phân biệt theo từng hai lô. Hàng bên trên là đa số là những sản phẩm máy cưa nhỏ nhỏ để cho các bác sử dụng gia đình. Anh em về sử dụng gia đình, máy cưa cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15-20 đến 25cm đổ lại. Và hàng bên dưới này là những sản phẩm cao cấp hơn, hệ nòng đứng cho anh em, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm từ 30 đến 35cm đổ lại anh em nhé. Tùy từng máy. Và ký hiệu hôm nay lô này là lô chữ M cho anh em. Đó, từ M1, M2, M3 này cho tới M13, để cho anh em tiện đặt hàng khi anh em muốn ưng con nào em, thì anh em chỉ cần xem kỹ video, anh em đọc cho em cái mã. Ví dụ là anh em ưng con M1 đúng không, anh ưng con này thì cả anh em hãy gọi điện cho cả chúng em và báo cho em là chốt cho anh con M1 chẳng hạn và con M2 chẳng hạn, thì cả hàng chúng em biết ngay các bác muốn chọn một trong hai con này, thì cả hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh em nhé. Đó, và giá hiện tại thì em đã công khai trên từng con rồi, trên từng con máy nhá, là đã có báo giá hết rồi đấy ạ. Và cửa hàng chúng em thì miễn phí vận chuyển, không cần cọc trước, và tặng kèm cho anh em là một típ mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh anh em nhá. Đó, và đầu tiên là trong lô ngày hôm nay là có một con máy cưa Estin 10S200 này, lại về được một cây anh em nhá. Con này thì nòng 40 ly, công suất của nó là 36cc cho anh em về khai thác tầm trung. Đó, 3.550.000. Và con M2 là một con máy cưa thương hiệu Shindaiwa, hiệu tem hai con rồng anh em nhé. Con này thì 2.650.000, nòng của nó là 38 ly, công suất của nó là 35cc anh em nhé. Vâng, và con thứ 3 là con máy cưa thương hiệu Echo Curit. Một con máy đến từ thương hiệu Echo Curit. Con này thì công suất của nó là 34cc anh em nhé. Và đặc biệt thì con này được tích hợp cho anh em sẵn là một cây lam Latin này, cực kỳ dày dặn, nguyên rim nguyên bản của nó luôn anh em nha. Đầu Latin khá là còn đẹp. Con này sử dụng là xích chung 91 cho anh em về khai thác gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35cm đổ lại. Đó, con này giá của nó là 3 triệu đồng anh em nhé. Và con M4 cũng là con thương hiệu Echo Kirit. Con này thì công suất của nó là 34cc về 3.200, nhưng mà con này thì không tích hợp là làm Latin nên là giá thành thì có rẻ hơn để cho anh em nào kinh phí thấp anh em nhé, 2.800.000. Đó, vâng, một cuối cùng tiếp tục là một con máy cưa Komatsu Zenowatt G3400. Con này thì rất là nhiều bán cực chạy rồi, chụp giật trợ lực, bộ giảm nhún lò xo, e gió tự động, núm bơm xăng đầy đủ, hệ thống là bô giảm âm cho anh em về mà muốn bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, thương hiệu này là top rồi anh em nhá. 2.650.000. Vâng, và một con máy cưa đến từ thương hiệu Tanaka, tích hợp chụp giật trợ lực này, máy móc thì như sưu tầm luôn, đẹp 99% anh em nhá. Con này thì có cái thùng nữa, bỏ vào là thành cái máy mới được rồi đấy ạ. Lam, cả chúng em thì lên lam dài cho anh nhá. 2.200.000 anh em nhá, tích hợp chụp giật trợ lực, máy móc cực kỳ đẹp, tem mác hầu như là còn nguyên anh em nhá, thương hiệu Tanaka anh em nhá. Đó. Con M8 là một con đến từ thương hiệu Tanaka tiếp. Con này thì không có tích hợp chụp giật trợ lực, nhưng mà cửa hàng chúng em thì đã lên cho anh em một cây lam Latin xịn mới rồi anh em nhá. Cây này là cây lam Latin xịn luôn ạ, đến từ thương hiệu Shindaiwa. Đầu lam Latin, lam trượt anh em nhá. Con này giá 2.200.000. Máy móc cực kỳ đẹp luôn, tình trạng cũng cực kỳ VIP luôn này. Ốc này vàng ươm luôn anh em nhá. Anh em thấy không ạ? Máy móc này, tất cả ốc chưa hề có ốc nào han gì luôn anh em nhá. Chưa hề bung chạm máy móc luôn. Máy móc cực kỳ đẹp. Con này thì tình trạng cũng khá là ok này anh nha. 33cc cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. 2.200.000 lên lam Latin xịn cho anh nha. Một con máy cưa đến từ thương hiệu Maruyama. Đó, MC30A. Máy móc cũng cực kỳ vĩ và xuất sắc. Con này thì cửa hàng chúng em cũng lên cho anh em một cây lam Latin xịn mới. Xích lên mới luôn. Lam mới, xích mới. Cây lam Latin đầu trượt nha. Đến thương hiệu Echo. Đó, con này thì 2.150.000. Một con máy cưa đến từ thương hiệu Tanaka. Con này thì 2.100.000. Con này thì cũng là lam Latin luôn. Lam mà vẫn nguyên zin của nó. Cái này thì nó hơi bị han gì một tí xíu thôi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì anh em nhá. Quan trọng là cái đầu Latin này, đầu Latin khá là còn dày và đẹp luôn anh em nhá. Con này thì 2.100.000 cho anh em. Một con máy cưa đến từ Hitachi. Con này thì lam là không phải lam Latin.
M11 giá 1.900.000. Và cuối cùng thì cửa hàng chúng em thì lên cho anh em hai con máy cưa tay cụt, một con máy từ thương hiệu Echo Kyoris Grand GC31. Con này thì giá 2 triệu đồng anh em nhá. Về cho anh em mà cắt muốn nhẹ nhàng, bền bỉ. Máy thì con này thì tem mác thì hầu như còn đầy đủ nguyên, đẹp 90%. Thắng xích sử dụng đầy đủ. Một con máy cưa đến từ thương hiệu Ryobi tiếp. Con này rất là nhỏ luôn. Cây lam của nó thì chắc bằng gang tay thôi. Đó, về cho anh em nhẹ nhàng. Con này cân nặng khoảng tầm 3 kg thôi anh em nhé. Cực kỳ nhẹ luôn. Anh em nào thích máy nhẹ thì con này đáp ứng đầy đủ tiêu chí cho anh em luôn. Máy móc thì khá là đẹp. Anh em nhìn qua, cực kỳ xuất sắc luôn anh em nhé. Đến từ thương hiệu Ryobi, máy móc cực kỳ đẹp, giá 1.900.000. Con này cân nặng chỉ khoảng 3 kg thôi, cầm rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Đó, cực kỳ nhẹ, anh em xách một tay luôn. Vâng, và vừa rồi thì cửa hàng chúng em thì đã review nhanh qua. Tổng cộng lô hôm nay là tổng cộng gồm có 13 con. Máy móc thì cửa hàng chúng em thì đã báo giá hết cho anh em rồi đấy ạ. Anh em là ưng ý con nào thì sau đây thì cửa hàng chúng em thì sẽ để máy quay xuống và giật test nổ cho anh em nhé. Anh em nghe và trải nghiệm tiếng máy, ưng con nào thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng. Hoặc là anh em là có sử dụng Zalo ấy ạ thì đặt hàng trên Zalo cũng được. Hoặc là kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em. Khi mà hàng tới anh em đặt hàng nhá, anh em không biết sử dụng ấy ạ, thì anh em kết bạn Zalo và hàng tới anh em gọi trực tiếp video, thì cửa hàng chúng em thì sẽ có hướng dẫn video trực tiếp trên từng con máy mà anh em đặt luôn. Thì anh em có thể sử dụng nó thể đảm bảo và an toàn nhất anh em nhé. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên, một con máy cưa đến từ thương hiệu STMS200 anh em nhé. Con này thì cửa hàng chúng em ký hiệu là M1, giá của nó là 3.550.000. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Con này sử dụng là hệ thống nắp, là hệ thống nắp cài giống như kiểu 381 linh tinh đấy ạ. Anh em mà đã từng xài qua ST thì có lẽ là không còn xa lạ với thương hiệu này nữa rồi. Thương hiệu này thì nó được sản xuất tại Đức anh em nhé, và tiêu thụ sử dụng tại Nhật. Thì nói là hàng bãi Nhật cũng được, mà nói là hàng bãi Đức thì nó cũng là như thế anh em nhé. Một ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 19 này, cực kỳ to bản luôn anh em luôn. Con này sử dụng nó là xích chung 91, xích chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy anh em nhé. Con này thì nó là lam dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt cho anh em. 35 phân mặt cắt anh em nhé. Có hàm rồng đầy đủ cho anh em, hệ thống lốc là lốc nhôm. Vòng tua của con này thì cực kỳ khỏe luôn anh em nhé. Đó, tất cả máy móc cam kết cho anh là nguyên zin từ A tới Z. Lọc gió linh tinh này, không hề có biểu hiện rách rưới gì cả anh em nhé. Bộ chế hòa khí vẫn là nguyên zin của nó luôn. Và đến kế tiếp là đến từ thương hiệu Sindaiwa nhà nhé, hiệu tem hai con rồng. Con này thì công suất của nó là 35cc cho anh em mà về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại anh em nhé. Giá nó là 2.650.000, nòng 38 ly. Hệ thống lốc của nó là lốc nhôm này anh em. Phần mặt tiền này của nó khá là đẹp luôn anh em nhé. Đến từ thương hiệu Sindaiwa thì có lẽ là ngoài Bắc thì ở các Bắc hơi xa lạ với thương hiệu này tí, nhưng mà ngả dưới miền Tây ấy, em nghĩ là thương hiệu này thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Các bác ở dưới miền Tây thì xài thương hiệu này rất là nhiều anh em nhé. Máy móc vòng tua con này thì cực kỳ thoáng máy luôn cho anh em. Ốc là ốc chân lam lớn 19 anh em nhé, cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn rồi. Con này sử dụng nó là xích chung 91, xích chung chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn. Anh em mà mua bán thay thế cũng rất là dễ dàng. Hai lam dài mặt cắt là được 36 phân mặt cắt cho anh em. 36 phân anh em nhé. Hệ là nòng đứng cho anh em luôn. Máy móc hệ nòng đứng luôn anh em nhé. Cực kỳ tiện lợi, dễ dàng sử dụng. Máy móc bảo trì bảo dưỡng cũng rất là dễ dàng.
sợi dây dần thì còn khá là đẹp anh em nhá. Dây dần từ nguyên zin của nó luôn đấy ạ. Máy móc chạy thì cực kỳ êm ái luôn cho anh em về sử dụng. Vâng, một kế tiếp thì đến thương hiệu Echocurit, không thể thiếu trong những dòng máy cơ bãi đâu. Thương hiệu này thì cực kỳ nổi tiếng anh em nhé. Con này thì công suất của nó là 34cc cho anh em. Làm con này dài mặt cắt là được 35 phân, xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Và con này thì theo máy là một cây lam Latin luôn anh em nhé. Đầu lam trượt cho anh em luôn này. Đó, đầu khá là còn dày dặn và to bản anh em nhé. Cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10. Và con này thì nó có xả áp ở đây cho anh em nhé. Anh em nào mà thích giật máy nhẹ nhàng thì bật cái xả áp này lên, giật rất là nhẹ nhàng cho anh em luôn. Giá 3 triệu đồng anh em nhé. Có thắng xích đầy đủ cho anh em này. Công suất 34cc cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Vâng, và nếu mà anh em nào vẫn thích hàng Echo nhưng lại kinh phí thì không quá dư giả thì đến một con máy cưa đến từ thương hiệu Echocurit tiếp. Con này thì công suất của nó vẫn là 34cc anh em nhá. Nhưng mà con này thì nó theo máy là một cây lam nhông, nói chung là lam bánh xe đấy ạ. Đó, tùy từng chỗ hay gọi. Thì cái đầu này thì nó có tích hợp bánh xe cho anh em. Về độ bền thì nó không thể bằng lam Latin được. Nhưng mà con này thì vẫn sử dụng là xích chung 91, xích chung chung với sản phẩm của máy cưa điện. Giá thành thì có rẻ hơn cho anh em, 2.800.000 anh em nhé. Còn anh em nào mà thích con này nhưng mà vẫn muốn lên lam Latin thì cửa hàng chúng em thì vẫn lên lam Latin cho anh em được. Thì giá của nó thì nó lại có nhỉnh hơn, chứ không thể nào mà lên lam Latin mà giá này thì không thể nào có được đâu ạ. Một ốc thắng xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ nguyên, lam dài 35 phân mặt cắt anh em nhé. Giá 2.800.000, con này thì có tích hợp núm bơm xăng phụ cho anh em luôn. Đời này thì nó còn đúng bơm xăng phụ nhưng mà nó lại không có xả áp anh em nhé. Nó còn đúng bơm xăng phụ nhưng không có xả áp. Và có hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 cho anh em về sử dụng. Công suất vẫn là 34cc. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Anh em nào mà thích thương hiệu máy móc bền bỉ, hàng chất lượng, tiết kiệm nhiên liệu, công suất vừa phải, máy móc cực kỳ bền thì thương hiệu Komatsu Genowatt thì đáp ứng đầy đủ nhu cầu và tiêu chí cho anh em luôn. Ốp tích hợp chụp giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ này, e gió tự động này, hệ thống bô giảm âm. Tí nữa cả chúng ta sẽ test nổ cho anh em xem, để cho anh em xem được trải nghiệm tiếng bô của này thì cực kỳ ấm tai luôn anh em nhé. Và điều đặc biệt là hệ thống nhún treo lò xo anh em nhé. Nhún treo lò xo giúp cho anh em về cầm tay lái cũng như là cầm tay không hề có giảm độ rung một cách rõ rệt cho anh em luôn. Cực kỳ êm tay luôn anh em, về sử dụng cả ngày không thấy bao giờ có chuyện mà bị tê tay hay mỏi tay gì đâu ạ. Tích hợp chủ giật trợ lực thì giật rất này. Dây giật màu trắng phau cho anh em này. Dây giật cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Anh em nghe được tiếng cái tiếng máy này nó chạy xem có êm không, cực kỳ êm luôn anh em nhé. Để nổ ga ti thì phần bô của nó thì nó giảm âm rất là tốt cho anh em luôn. Hệ thống nhún treo lò xo thì nó chỉ khi có phần cục máy này hoạt động thì cục máy này nó sẽ rung anh em nhé. Còn đa số cái phần tay lái này và cái phần tay cầm này thì nó sẽ không có hề rung cho anh em. Và cái bộ nhún treo lò xo này thì cực kỳ bền cho anh em luôn. Anh em sử dụng đôi khi mà hỏng cái máy thì chắc gì cái bộ nhún này đã hỏng được đâu ạ. Đó, mà đối với cái thương hiệu này ạ thì nó thiên về cho anh em là tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ anh em nhé. Giá của nó là 2.650.000, thắng xích vẫn là đầy đủ cho anh em luôn.
Đó. Thắng xích đầy đủ anh em nhá. Xích là xài xích mini lam dài 35 cm cho anh em. Vâng, một con máy cưa đến từ thương hiệu Tananka. Con này thì máy móc vòng tình trạng như sưu tầm cho anh em luôn. Chụp giật trợ lực này anh em. Công suất 33cc về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Có núm mâm xăng đầy đủ cho anh em. Làm dài 35 phân. Đó, và con này xích nó là xích chung 91, xích chung với sản phẩm của máy cưa điện. Xích này thì khá là to bản và dày dặn anh em nhá. Xích nó vẫn là nguyên zin của nó. Con này thì tình trạng cho anh em về sưu tầm thì cực kỳ đẹp luôn anh em. Tem mác này hầu như là chưa hề có rách hay làm sao cả luôn anh em nhá. Phần bô này khá đẹp đúng không ạ? Đẹp, con này thì đẹp 90% cho anh em luôn. Về anh em để sưu tầm cũng được. Mà anh em là về sử dụng mà muốn một chiếc máy cưa mà hàng Nhật bãi và máy cực kỳ đẹp. Giá 2.200.000 anh em nhá. Chiếc máy này thì nó ăn tiền ở cái chụp giật trợ lực cũng như là nó ăn tiền ở cái là máy móc thì cực kỳ đẹp và mới luôn cho anh em. Vâng, và anh em nào mà cần một chiếc máy cưa hàng siêu tầm đẹp nữa thì hôm nay là em lại lên về cho anh em một con máy cực kỳ đẹp tiếp này. Máy móc con này thì cũng khá là đẹp và ok luôn. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 anh em nhé. Và con này thì cả chúng em thì đã lên cho anh em một cây lam Latin xịn mới luôn rồi. Cây này là cây lam Latin mới luôn anh em nhé. Và máy cây lam xịn luôn đấy ạ. Đó. Con này thì giá của nó là 2.200.000 cho anh em về sử dụng. Đầu Latin khá là đẹp luôn anh em nhé. Cây lam Latin mới mà. Xích con này sử dụng nó là xài xích mini cho anh em. Đó. M8 máy móc thì đẹp 90% luôn. Vòng tem mác này anh em nhìn qua soi kỹ cho anh em để anh em trải nghiệm nhá. Hai ốc chân lam cực kỳ đẹp, phần bô này khá là đẹp đúng không ạ? Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại anh em nhé. Và con này thì lam của nó dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt cho anh em. Về cho nhu cầu của anh em sử dụng gia đình, cắt tỉa vườn nhà đồ linh tinh cầm đi sử dụng anh em nhé. Ốc này anh em nhìn qua phần ốc này sáng keng sà beng luôn. Vâng, và con kế tiếp là con máy cưa M9 đến từ thương hiệu Marujangma MC30A. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Con này thì cả chúng em đã lên cho anh em một cây lam Latin mới luôn này. Lam Latin mới, xích mới, lam Latin mới. Hôm nay thì cả chúng em lên khá là nhiều máy có tích hợp lam Latin anh em nhá. Đó, lam Latin xịn luôn cho anh em về sử dụng đấy, không lan tan gì nữa rồi nhá. Lam dài 35 phân mặt cắt cho anh em, giá 2.150.000 miễn phí vận chuyển cho anh em nhá. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Đang nổ thì nó bị hết xăng mất rồi. Đó. Con này thì riêng cái bộ lam xích của con này nè, nếu mà để em bán rời ngoài thị trường ra thì nó phải rơi vào tầm khoảng 600.000. Đó, một cây máy tính ra bây giờ thì nó chỉ còn khoảng tầm 1.000.000 thôi. Đó. Lên lam mới xích mới cho anh em thì không phải lan tan gì nữa rồi. Về xài thì cực kỳ bon rồi anh em nhé. M9 giá 2.150.000.
Đó, con này thì em đang nổ thì nó bị hết xăng mất rồi. Đó, nhu cầu tới tay cho anh em về sử dụng thì đảm bảo cho anh em máy móc nổ ngon lành. Có anh em nào muốn nghe nổ lại thì kết bạn Zalo thì cả chúng em sẽ gửi video nổ lại con này cho anh em xem nhé. Vâng, và con M10 đến từ thương hiệu Tanaka. Con này thì lam zin, xích zin. Lam là lam zin này. Đầu Latin khá là to bản và dày dặn đến từ thương hiệu Tanaka luôn. Con này thì sử dụng là xích, là xài xích 90 à xích con này xài xích mini anh em nhé. Làm Latin xích mini, làm dài 35 phân mặt cắt cho anh em. Có lưu bơm xăng đầy đủ cho anh em nhé, đến thương hiệu Tanaka đấy ạ. Háo chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10. Con này giá của nó là 2.100.000. Công suất của nó là 33cc. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Vâng, qua cây M11 đến từ thương hiệu Hitachi. Con này giá 1.900.000, thì máy cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Con này thì sử dụng là xích trung xích mini anh em nhá, và lam của nó là lam nhông cho anh em. Lam con này dài mặt cắt là được 30 phân, khá là tốn hạn chế. Cây lam thì tình trạng nó không được dài 35 phân như mọi máy khác. Con này giá còn nên là giá thành nó có rẻ hơn cho anh em về sử dụng. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại anh em nhá. Vẫn là hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 cho anh em. Xích con này thì khá là dày dặn và to bản anh em nhé. 1.900.000 miễn phí ship vận chuyển cho anh em. Vâng, và bây giờ thì qua con tay cụt, một con máy cưa đến từ thương hiệu Grand này, Echo Kyoris Grand GC31. Công suất của con này là 30cc anh em nhé, giá nó là 2 triệu đồng. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên, tem mác hầu như là chuẩn chỉ. Lam dài 35 phân mặt cắt. Con này sử dụng nó là xích chung 91 anh em nhé. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Và xích con này thì khá là dày dặn và to bản cho anh em này. Núm bơm xăng phụ thì đầy đủ cho anh em, từ A tới Z cho anh em luôn. Đó, tay cụt. Con này thì rất là nhiều các bác hay hỏi đây. Hầu như là nhập về cây nào thì có khách chốt cây đấy. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 anh em nhé. Đấy, con này tình trạng khá là đẹp cho anh em. Siêu tay cụt. Vâng, và cuối cùng là một con máy cưa tay cụt đến từ thương hiệu Ryobi cho anh em. Đó, con này thì lam của nó thì khá là nhỏ nhắn xinh xinh. Lam dài chỉ khoảng 20 đến 25 phân thôi anh em nhé. Và con này thì có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Hệ tay cụt con này cực kỳ đẹp và nhỏ luôn anh em. Đó, M13 giá 1.900.000 cho anh em nhé. Về cho anh em nào mà thích máy cưa nhỏ nhỏ mà cầm một tay được, cân nặng chỉ khoảng tầm 3 kg, hơn 3 kg một tí xíu thôi, đến từ thương hiệu Ryobi anh em nhé.
vâng, và vừa rồi thì cửa hàng chúng em thì đã giật test nổ hết tổng cộng gồm có 13 cây. Anh em nào ưng ý con nào ấy ạ thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng, hoặc là anh em có sử dụng Zalo thì kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em anh em nhé. Vâng, và video thì nó cũng khá là dài rồi, cửa hàng chúng em thì xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở video tiếp theo anh em nhé.